Đúng rồi, về luôn xong xong rồi là hôm ấy đi như thế là cả nhà nhà mình, nhà bác Hồng, nhà bác Hoa, nhà cô Hương, đấy, tôi đi một chuyến xe. Ngoài ra thì hôm ấy là chú Hùng và cô Lai có nói với mẹ là nếu mà về thắp hương Đồng Hoàng thì cho cô chú cũng về. Đấy, thì hôm ấy là người về luôn.